Cái vườn cây này hồi trước người ta trồng mít đó mọi người, cái sen sầu riêng ở trong á, này sầu riêng lớn rồi người ta cưa mít. Cái chỗ này ngon nè. Mấy cái mương mà nó thông ra hồ thì cá nhiều lắm. Đây một cần nha mọi người. Bên đây cũng còn nhiều mương lắm nè, nhưng mà mấy cái mương này, mấy mương bên đây nước nó không có thông ra hồ. Chích lựa cái mương nào ngon trên câu thôi, tại vì cái mương này nó dài lắm, cắm hết cần luôn á. Mưa tới rồi mọi người, còn vô đây cần câu nè, chắc khoảng 20 cần á. Giờ trên lên chòi, trên trú mưa lát nữa trên xuống trên cắm nha, đem đồ lên chỉ để ướt. Rồi trên cắm câu xong rồi mọi người. Giờ trời cũng sắp tối rồi, trời không có mưa. Mưa râm râm chứ, mưa râm râm, cho thấy mưa nhỏ trên dầm mưa trên đi cắm luôn. Mưa ở bên kia giờ cũng đang lớn rồi. Dối dối ở đây thôi mọi người. Giờ rảnh là trên ráp cần câu máy vô nha. Tối vậy chứ không có rê được đâu, giờ ráp sẵn rồi mai sáng trên đi rê. Trên mới mua cái máy mới nha mọi người. Máy tra đít nè, SW5000 XG Shimano nha. Máy ben của Chanh nó bị hư cái cục lô lô à. Giờ đi kiếm cục lô lô thay mà không có nên định mua luôn cái máy mới luôn. Sao nó mau hư quá, mới xài đây mà nó hư rồi. Này cái máy nè. Máy này đẹp lắm mọi người. Rồi là xem nè. Đã chưa? Đây là cái con máy mà xịn nhất của Chanh từng mua luôn á. Lúc trước mua con máy cũng bình thường rồi.
con máy này nói chung là hàng cũng dạng cũng ngon rồi. Tradit nha. Con này là tay quay của nó. Tay quay đẹp chưa? Đây cái tay quay này mọi người gắn như vậy, mọi người dặn khi chiều kim đồng hồ là nó vô. Đó. Rồi xong. Rất là nhẹ nha mọi người. Giờ trên vô nó dây Toman nha. Dây Toman 2 chấm. Máy 4.000 là vô vừa đầy máy luôn á. Máy này trên sợ nó không đầy. Cũng hên xui nha. Để vô coi thử coi. Nếu mà không đầy trên độn thêm nhợ cũ vô. Rồi vô đầy luôn mọi người. Một cuộn dây này nè, vô đầy vừa đầy máy luôn. Máy 5.000 mà vô đầy luôn nè. Dây 2 chấm. Cuộn dây này dài 150m nha mọi người. Rồi sáng mai Chanh sẽ rơi mồi nhái bằng cái lưỡi đuôi gà nha mọi người. À, lưỡi này nè. Bữa giờ Chanh câu được 5 cú táp rồi, bắt được hết luôn. Đây cái mũi ngạnh nó rất là bén nha mọi người. Bén mà cứng nữa, này thép đen nha. Rồi bây giờ Chanh chỉ cho mọi người cách cột cái đầu dây để gắn cái thẻo câu này nha mọi người. Đây. Đây là đầu dây câu nha. Mọi người gấp đôi lại. Gấp đôi lại như vậy. Xong mọi người quấn. À. Đó. Một vòng. Rồi hai vòng. Rất là nhanh nha, hai vòng là xong rồi. Siết về lại thôi. So hai cọng cho nó đều đều. Lưu ý là chừa cái lỗ này cho nó bự bự nữa để mình luồn cái lưỡi qua. Khoảng cỡ này vừa rồi. Rồi xong. Rút thêm một cái nữa. Rút thêm dây cho nó mượt cọng dây nè, đỡ bị vướng hơn. Đó. Còn cái đầu dây này mọi người thích thì để dây cũng được, không là cắt miếng, cắt vừa thôi, đừng có cắt sát quá. Cắt sát quá thì nó dễ bung nha. Rồi giờ Chanh luồn cái lưỡi vô nha. Đây cái thẻo trên tóm lúc nào nó cũng có dây đôi như này. Trên luồn cái cọng nó vô. Luồn đầu dây vô rồi. Luồn cái lưỡi qua nữa là xong rồi. Rồi. Xong. Mai câu thôi. Mình giờ để đây.
Bây giờ cũng gần 8 giờ tối rồi mọi người, mà trời cũng vẫn còn mưa râm râm. Tranh chờ tạnh mà không tạnh, nên giờ tranh dầm mưa đi thăm câu luôn nha. Trời mưa râm râm vậy có thể cá nó vô ăn nhiều. Mình mấy tên tranh giờ nó cũng ướt rồi, chiều dọn dọn lỗ cũng ướt rồi, nên giờ dầm mưa cũng bình thường, cũng không có lạnh. Đây xuống cái cần đầu tiên nha. Ui còn y mồi luôn mọi người, mồi còn, con cá nó không ăn ta. Đây cần tiếp theo nữa nha, mồi còn luôn rồi, cá nó không ăn rồi mọi người ơi. Có thể trời mưa nó sấm chớp nhiều quá đó. Đây có cần nào không ta? Không có. Ơ, dính rồi mọi người. Thăm cần thứ ba mới dính nha. Một con cá rô đồng nha mọi người. Đó. Cá rô đồng bự. Một cá rô đồng bự ghê luôn. Vướng. Một em. Ủa mọi người xem lưu đồng nè. Ủa nó mập. Mập đã chưa. Ui lưu đồng ngon quá. Trình gỡ cá luôn nha. Bây giờ cá nó không vô ăn à. Mà khuya cá nó vô ăn nhiều lắm á. Rồi trình qua cần tiếp theo nữa nha mọi người. Ồ cái cần này cá nó rị xuống luôn rồi nè. Đây mọi người. Nè nó lôi cái cần nè. Rị cái cần chuối cái đọt xuống luôn. Không biết còn không đây. Sao vậy? Im ru không thấy rị nữa nè. Rồi xảy mọi người. Kỳ ta. Xảy à. Còn mồi luôn mọi người. Không có cá nhỏ phá mồi. Một là bị cá nó xảy, hai là dính, ba là còn y mồi nha mọi người. Thường mấy chỗ khác trên câu á là cá nhỏ nó rỉa còn có lưỡi không. Cần này cũng còn luôn. Cần này cũng còn luôn. Trên đứng trên này trên dòm xuống thấy còn. Cần này sao đây không biết. Còn mồi luôn mọi người. Không có cái nhỏ phá. Ôi ốc bù đen mọi người ơi. Hai con này, đây có cái nhỏ nữa nè. Đây như ốc bù đen không hay sao. Bên này cho thấy có một con nữa nè. Chim à. Có con cái này
cái bực sâu quá chìm luôn. Rồi có một cần cá nó rỉ vô mọi người, biết cá hay lương gì nó rỉ công cần nữa rồi. Nãy giờ trên thăm nhiều cần lắm nhưng mà còn mồi không nha. Rồi, tới cần này con gì rỉ đây không biết. Im ru nữa, nghi quá. Ủa sảy nữa rồi. Kỳ ta. Đây sảy nữa rồi. Nãy giờ sảy mấy con rồi nha. Rồi có hàng rồi mọi người ơi. Đây. Một em trê nha. Trê nhỏ nhỏ. Một em trê nhỏ. Nhỏ dữ ta. Này trê lai mọi người. Trê lai mà con nữa. Thôi thả nó nha. Con ốc nó ăn mồi cho anh luôn nè. Một con ở dưới này, con nữa nè. Hai con. Bự ghê mọi người. Toàn nó bù đen à. Mày chịu đi bắt chắc có nhiều á. Ôi cần này dính nè mọi người. Có cái trê luôn nè. Vướng cỏ. Đây luôn. Đây. Cá trê. Đây mọi người. Con này trên bắt nha, con này cũng được. Có một cần công nữa nè mọi người. Chắc sảy nữa rồi quá. Không thấy dãy gì hết. Sảy rồi. Còn lưỡi không? Cái gì ta? Hồi lúc chiều trên có ra ngoài sông cắm được mấy cần. Không biết ngoài đây sao đây. Cái cần này cái gì táp nó bay lên nè. Bay mồi luôn mọi người. Nước ở đây nó đục hơn thấy không? Ngoài sông có nước đổ về á. Nên nó đục vậy đó. Cắm ngoài đây có khả năng là có cả cá lăng luôn mọi người. Cá lăng với cá chạch lấu. Khả năng là có thôi chứ cũng không. Trên cũng không biết cái khu này có không nữa. Dính một con mọi người. Đây này. Cá rô biển nha mọi người. Cá rô biển nè. Con này chắc nó ăn hồi lúc chiều luôn á. Rô biển nó đâu ăn đêm đâu. Đó. Một rô biển. Ra xong thăm mới có hai cần. Một cần bị con gì ăn giăng mồi lên. Với một cần dính con rô biển. Tình qua cần tiếp theo nha mọi người. Rồi, cần này không dính rồi. Còn mồi luôn. Ngoài này cắm được có mấy cần, chắc khoảng 6-7 cần gì à. Dính cá lóc rồi mọi người. Dính cá lóc rồi mọi người. Thấy cái đuôi luôn nè. Đó. Ôi, chết rồi. Cá nhỏ xíu mà nó chết luôn rồi.
rồi cần này dính ha. Ngoài sông này hiệu quả hơn ở trong nha. Sao mà ở trong cái mương sao cá nó không ăn được, không có cá hay sao? Đây nãy trên thấy rì rì nha mọi người, cục kẹo kìa, không biết là cái gì đây. Cái gì đây ta? Ây, cái trê, cái trê dai nè, này mới đúng trê dai nè mọi người, trắng xác luôn. Đó, trê trắng xác luôn nè, trê dai á. Chặt gỡ luôn nha. Ồ, cần này không ơi dính nữa, tưởng đâu không dính. Đây mọi người, dính cá mà cái gì cũng nhỏ nè, cho thấy đi giật ơ cá lóc. Cá lóc nhỏ xíu. Mọi người cởi con nãy á. Rồi Chanh cũng thăm câu xong rồi mọi người. Thành quả giác thăm đầu tiên là được có đâu 1 2 con, 3 con, 3 con trê, ủa 3 2 con trê 1 con rô, 3 con cá. Trê. Nhưng còn cá rô biển nữa nè. Con cá lóc này bị chết rồi. Nhưng mấy con ốc. Cá này không có vô ăn mọi người, đa số còn mồi. Chín được có mấy con vậy. Giờ Chanh đợi khuya Chanh thăm giác nữa nha. Bây giờ Chanh thăm giác thứ hai nha mọi người. Nãy giờ Chanh thăm mấy cần rồi không dính cá. Cá cũng không ăn luôn. Tới cần này nó càng nhợ rồi. Dính lên ta. Rồi. Ghê trước quốc nữa rồi. Dính rồi mọi người, xảy rồi. Cần này hồi lúc thăm giác đầu nó cũng y vậy nè. Ôi cái cần này dính rồi mọi người ơi. Ui, cái gì ta? Ui, cá lóc mọi người ơi. Cá lóc. Ôi, con này cũng được nè. Đây. Đó. Cá lóc nha. Cũng được 3 lạng á mọi người. Chở cái buổi trời mới ra mọi người. Lấy câu cắm này nữa, nó dính khó gỡ lắm. Quá quáo vô nè. Lưỡi này đúng là lưỡi trứng rồ luôn á. Bây giờ hết mưa luôn mọi người. Hết mưa mà sao cá nó cũng không vô nè. Cần này còn y. Ủa cái cần này đâu mất tiêu ta. Ui, cá lị căng luôn mọi người. Ui nó còn. Còn một kia đúng nè. Nè cái, mọi người xem cần nè. Cho mới thấy cục kia cái cần nè. Dính cá gì dưới á. Đó. Ui. Nó rì mạnh lắm mọi người ơi. Con
gì bự lắm á. Cá là lươn gì bự lắm nè. Nghe nó rỉ nặng tay lắm. Nó giống giống lươn ta. Cái mình mà sâu quá. Bước xuống bực người. Qua đầu gối. Quấn cỏi đây nè. Càng ngày càng rỉ xuống mọi người. Không biết con gì mà nó rỉ mạnh quá. Càng dày dữ lắm. Mày lươn ta. Cá đâu có rỉ dữ vậy. Nè, người nhìn cân nè. Chưa đụng nó nữa. Ui, càng ngày càng rỉ xuống luôn nè. Con gì ghê vậy? Con gì mạnh ghê mọi người. Con này giống con lươn quá. Rồi thôi. Tôi trên thấy con đuôi nữa mọi người, con lươn mọi người. Lương lương này biết mà thấy rỉ kỳ kỳ nè. Lương cũng trọng ghê, quấn là chanh ngay rồi. Lương này bự hơn lương bữa hổm chanh chanh câu nữa. Quấn vô cỏ rồi. Dính sao mà nó quấn ghê thì không biết. Ồ, dính mép. Con này gỡ được. Này cũng mới ăn chứ. Chứ nó ăn sớm là nó quấn chết rồi. Mở cái vỏ trước. Ê, vuột ra rồi, vuột ra rồi. Vuột rồi, vuột rồi. Ừ. Rồi, vô vỏ rồi. Tí nữa xảy. Lừa ngon ghê mọi người. Này chứ bằng ngón chân cái á, giỡn nè. Khoảng hai lần mấy, hai lần mấy con. Rồi rồi, cần này rỉ căng dây nữa rồi. Im ru là thấy nó không vui rồi, đứt dây luôn rồi mọi người. Cái này con lươn chứ không có con gì hết. Rì đứt dây luôn, quấn đứt dây rồi. Ghê thiệt. Đường ngang rì đứt dây luôn, quấn dữ quá mà. Lấy cần đi, lát cần thôi. Rồi rồi. Không cần nữa rồi. Không cần im ru nữa nha. Khả năng xảy cao. Còn. Đó, lương nè. Lương nè mọi người. Ôi ôi, mới chết luôn. Quấn ghê quá mà. Dính mép dưới. Nó không bị cần là thấy nó không được ngon. Một là chết hay là sảy thôi.
Ui, hai con ốc, hai con ốc bù đen. Còn mồi, mồi ngon. Thêm một cận rị này, lương ăn này chứ không có con gì hết. Lương rị nè, không biết còn không đây. Quấn dữ quá, sảy à. Ui, 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 ui. Dính còn cái chốt mọi người. Ở ngoài này có cá trắng. Đấy. Con cá này nó, con cá này có nhiều kho ngon lắm này. Cỡ này nó cũng trưởng thành rồi nha, có con, có con nó cũng bự hơn con này nữa, còn lớn nữa, nhưng mà cỡ này là bự rồi. Ui, con cá lóc bự ghê mọi người. Đứng trên dòm xuống thấy nguyên con luôn, bự vô bá rồi. Ôi nó dính dễ sảy quá, dính mẻo quá, quấn vô cỏ nè. Dính dễ sảy quá mọi người. Đâu à? Rồi sảy à. Ôi ôi cái lóc bự ơi sảy à. Thấy dính dễ quá mà. Quấn vô cây gì thì chịu thôi mọi người. Con này chắc khoảng 4-5 lạng gì á. Quấn không? Sảy à. Rồi cá thăm trước. Cá thăm trước trên kéo hổng sát á mọi người, nó chui ra rồi. Mấy cá trê với con lươn chui ra hết luôn. Giờ chỉ còn con cá rô. Xin kéo cái nó hở vậy nè, nó hở ra miếng vậy nè, chui ra hết. Một con cá trê mọi người ơi. Trê. Bữa nay không có trê vàng, toàn là trê dai không. Đây mọi người, này trê dai chứ mới trê vàng. Thôi cần này rị nữa rồi, không biết cá lương gì mới rị đây. Còn không đây, chắc sảy quá. Sảy à, chắc lương nữa đó. Cần này dính cái gì dưới à? Cá rô mọi người à. Ui con này bự nè, rô này bự nè. À ui bự ghê luôn, bự hơn con rô hồi lúc thăm nữa, lúc thăm giác đầu tiên á.
thấy chưa mọi người. Khu này chắc không có cá đâu mọi người. Có là nó vô ăn rồi. Bữa nay cắm không có con trai vàng luôn. Cái cần này thăm lần nào cũng bị rỉ, lương rỉ chứ không có gì. Chắc sảy không à. Không có khi nào dính hết. Quấn sao như này luôn. Một con trê nữa mọi người. Đi dai con. Bữa nay dính cá nhỏ nhỏ không. Ui con này nuốt sâu rồi. Con lươn nữa mọi người. Ôi, còn sống luôn. Con lươn còn sống luôn rồi. Rồi. Tương cũng nhỏ luôn. Còn sống nguyên con. Bây giờ cũng 5 giờ mấy sáng à. Tranh thủ đi nhổ hết mấy con câu. Ơ, con lươn nữa. Lươn nữa mọi người. Ê còn sống luôn. Còn sống luôn. Nó còn kìa kìa mà. Nè. Mọi người. Lươn nó ra dính nhiều hơn cá nữa. Hai con lươn rồi nha, hai lươn buổi sáng rồi. Ôi. Cần cuối cùng luôn rồi. Cần cuối cùng được con ốc. Rồi nửa rồi mọi người. Có cái lỗ nè. Cái này không phải chanh kéo không sát đâu. Có con lươn nó rấn ra. Chanh tưởng đâu lần đợt trước kia chanh kéo không sát chứ. Ra rồi. Bảo đảm luôn. Lươn chui ra rồi phải. Giờ mới còn cái gì trong đây đây. Cá lóc còn rồi.
Ở này trên kéo lại nha nè. Kéo kéo sát rồi nha, cái con lươn nó dùi riết á. Giục cái cầm chỉ kéo ra. Nó mất tiêu con lươn thấy không? Lươn cá trê rồi mất hết rồi, chỉ còn cá rô với cá lóc. Hai con cá rô với con cá lóc. Đây cá tên mới thăm lên nè. Thăm lên có lươn thôi chứ có gì đâu. Một con hai con lươn nè. Mấy con cá chết nè. Mấy cái chết rồi tối thăm. Đây thành quả của chanh nè. Giờ chỉ còn cá lóc. Còn cá lóc nè. Hai con cá rô. Hai cái đồ đồng bự à, con này bự, đồ đồng bự đã chưa, con này nhỏ hơn. Lương thì được 3 con, 1, 2, 3 ba con lương nhỏ. Một con lươn bự bỏ ở đây nó vùi ra, chỉ con lươn đợt trước nó cũng cỡ con lươn này nè, cũng vùi ra luôn. Cá trê nó cũng chui ra hết, chỉ còn vô đây thôi, lụm được mấy ngóc. Nói chung cái chỗ này sao mà cá nó không ăn mọi người. Câu nhiều cần hơn bữa trước nhưng mà ít cá hơn. Bữa trước cắm ở đằng kia chứ đâu cũng gần đây, mà đằng đó có cá, đây không có. Chỗ này nhìn ngon hơn nhưng mà không có cá bằng. Bữa được cá trê vàng nhiều, bữa nay không có trê vàng luôn. Giờ cũng chiều rồi mọi người, hôm nay chanh rê cá nó không ăn. Chiều nay chanh đến chỗ này cái bãi đẹp ghê mà câu lâu lắm mà không có một cú táp à. 5 giờ mấy à, chanh cũng tranh thủ về nha mọi người. Tại vì bây giờ đi về tới nhà đoạn đường cũng xa lắm, 70 cây số, nên chanh tranh thủ về sớm. Đợt này chanh cắm câu được mấy con, có mấy con à, cắm nhiều cần nhưng mà không có nhiều cá. Thôi nha, trên kết thúc clip tại đây luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip với chanh nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bữa nay trời nắng đẹp mà cá không ăn à.